cho lên clip một khúc cho lên hình rồi chúng ta lên một hình đồ khúc. Mặt này là mặt mộc nha mọi người, mộc hoàn toàn nha. Ngày mai em sẽ hát nha. Ngày mai mọi người nhớ đón xem nha. Bữa nay thì cũng nhớ đón xem. Bữa nay nhớ bật lên livestream của đoàn 17 giờ có dì Hai nha mọi người. Bữa nay có sự tham gia đặc biệt của dì Hai. Và ngày mai em hát nhớ đón xem nha. Mỗi gối xót xa. À, và bây giờ là em còn một cái hũ này luôn mọi người, và bán cho lộ nha, 450.000 nha anh chị nha. À, vitamin C, và hàng của em là hàng Mỹ chính gốc. Cái gì vậy? Cái gì đó là gì mẹ? À, cái này là vitamin C giúp chúng ta đẹp da, tăng chất đề kháng, tổng hợp oxy, tổng hợp các collagen, đẹp mãi không già. Trẻ mãi tuổi thanh xuân. Chúng ta trẻ hơn số tuổi chúng ta hiện tại hiện giờ. Thật sự là em hết hàng rồi, bán cho lộ là hết rồi. Thì cũng dữ. Dạ đây là mọi người ơi, trà neo nha mọi người nha. Trà neo là 3,9 triệu nha anh chị nha. Trà neo hồng, chờ neo hồng nha anh chị nha. Thơm lắm mọi người, thơm. Tùng quá thơm. Tên, ổng tin. Không, ổng tin lệ. Không, đi sạch thử mới biết sao. Ở đây là 3,9 triệu chứ không phải là 390.000 mà tỉnh thơm. Nghe nè, thơm thì mua, không thơm cũng mua. Dạ đây bán hàng chính hãng, em không có cầu cạnh ai hết trơn trời á. Hàng bán hàng chính hãng. Máng là nhớ với mình. Dạ đặc biệt nha. Trẻ như lụa lộ. Bây giờ là mọi người. Em mới chơi với mọi người thôi nha. Bây giờ là hiện tại bây giờ là bên đoàn em vẫn còn chương trình là bán vé Loto online. Mọi người muốn mua vé Loto online mọi vào trang Facebook của đoàn Loto Sài Gòn tạm thời á. Mọi người nhớ là chuyển khoản trước một combo là 70.000. Số tài khoản được ghi trên màn hình là cái số tài khoản đó là Lâm Quốc, tên chủ tài khoản là Lâm Quốc Khải, ngân hàng BIDV, ngân hàng chi nhánh Chợ Lớn. Cái thứ nhất, còn cái thứ hai nữa là mọi người nhớ chuyển qua ví Momo qua số điện thoại là 0960960003 là nhớ người nội dung là số điện thoại nick Facebook. Cụi á, số nó đồ mình thì cũng là hả? Nha, cụi mình nhớ. Cái gì vậy? Hôm qua nó ghê lắm. Con mang được canh đó lên hình luôn hả? Đi bên nào ạ? Thế là cho cho lên clip một khúc cho lên hình rồi chúng ta lên một hình đồ khúc. Mặt này là mặt mộc nha mọi người, mộc hoàn toàn nha. Ngày mai em sẽ hát nha. Ngày mai mọi người nhớ đón xem nha. Bữa nay thì cũng nhớ đón xem. Bữa nay nhớ bật lên livestream của đoàn 17 giờ có dì Hai nha mọi người. Bữa nay có sự tham gia đặc biệt của dì Hai. Và ngày mai em hát nha. Nhớ đón xem nha. Ấy nha mọi người, chứ không phải là quyền, không phải là lưới không, nha. Xa đó là sẽ không. Xa là xa là sao? Khi mà quay xa là sẽ không nhìn thấy cái này. Xa là xa là sao? Thì thấy hai cái bụi năm rồi thì thôi. Đó, thấy không? Là tại vì nó cái này nó có màu xanh nha, thấy không? Đi nó còn sót đó. Bà nắm rồi bà rớt ra luôn. Còn sót đó má, đi. Con kia nó chưa chuyển khoảng 10 triệu đó.
chị đừng có gắn la, chị la coi nó dăng ra đó. Đá bông là xuất sắc không? Hỏi bạn gì đi. Còn hai cái cài áo đó. Mình lấy tình làm của bông ta. Đâu có sao đâu, bình thường mà. Nhưng mà tươi. Độc quyền luôn. Lúc trước là tôi làm nguyên một bộ cài áo, tôi làm mà đồ đeo và đồ ấy tùm lum chân mà. Nguyên bộ luôn đồ đeo đẹp đẹp lắm cơ. Làm nguyên một bộ đồ đeo bằng đồ cài áo. Đeo thì nó chạy tan giảm. Phật Phật ấy. Còn cái máy nó dịu quá luôn bé ơi đó. Tuổi nè, nó cóc nè thấy không? Tóc rất là đẹp nha. Tóc có tóc con ra rồi nè. Quá trời tóc con rồi. Nhưng mà biến này ngoài này trước biến Việt Nam. Đeo bông tai rất là hợp với bộ đồ nha. Nè, à. Râu quá. Vậy biết có sự chào rồi mà. Chị biết cái sự thích cái bông tai này không? Không. Là cái bà kế bên đó là bà đi lượm cái đường rác đó, chị biết không? Là bà lượm được nguyên cái bông này trong cái bọc luôn, còn mới nha, trong bọc nha. Có chuyện gì bà cho em nè. 20 giây nữa. Đây luôn. Cái giờ diễn. Cái bài như bạn diễn kìa. Em